Chào các bạn, chúng ta giải tiếp nick số 3 kỳ thi Vinbus của khối lớp 6 vòng số 7. Mục tiêu tìm những câu khó để rút kinh nghiệm và bổ sung vào kiến thức cho những vòng thi tiếp theo. Bài làm số 1, đỉnh núi trí tuệ. Nếu đụng những câu mà thầy đã giải rồi thì các em quay lại nick trước mà xem ha, đỡ mất thời gian. Tập hợp các ước chung của 4 x 12 có số phần tử là 3. Ước chung lớn nhất là 4 ha. Thì các ước của 4 là 1, 2 và 4, như vậy nó có 3 ước chung. Câu này ta gặp ở nick trước hoài. Tập hợp ước chung của 18 và 60 thì các em bắt ước chung lớn nhất của 18 và 60 là số 6, đúng không? Vậy ước của 6 là nhiêu? Là 1, 2, 3, 6. Như vậy là có 4 phần tử ha. Khẳng định nào là sai? Đây, khẳng định này gặp nhiều rồi. Một số lẻ cộng một số chẵn thì sao mà chia hết cho hai được? Lẻ cộng chẵn là bằng lẻ mà. Tìm số tự nhiên n lớn nhất mà chia cho. Bây giờ các em cứ rút kinh nghiệm cho thầy nè. Các em gặp một bài toán chia không hết, chia dư á, thì các em ráng lái về bài toán chia hết cho thầy. Tìm số n tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 150 mà khi chia cho 2, 3, 4, 5, 6 đều dư 1. Giờ n chia 2, 3, 4, 5, 6 đều dư 1, vậy n bớt đi 1 thì sẽ chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6 luôn kìa. Không, chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6 luôn. 2 nè, 3, 4, 5, 6 nè. Rồi, mà N là nó nhỏ hơn 150. Như vậy các em suy ra là N trừ 1 á thì nó phải nhỏ hơn 149 ha. N nhỏ 150 thì n trừ 1 thì bớt đi một đơn vị nữa là 149 thôi. Bây giờ các em phải tìm số n trừ 1 lớn nhất mà vẫn nhỏ hơn 149 mà sao cho nó chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Thì bộ chung của 2, 3, 4, 5, 6 là gì? Các em đi tìm bộ chung của 2, 3, 4, 5, 6 đi. Số nào mà chia hết cho bộ chung nhỏ nhất ấy? Của 2, 4, 5, 6 là số nào chia hết mà càng nhỏ càng tốt? Đó chính là số 60, đúng không? 60 chia hết cho 2, cho 3, cho 6, cho 4, cho 5 luôn. Như vậy n trừ 1 của chúng ta có thể là thuộc tập hợp gì? 0 nè, 60 nè. Thì những số này mới chia hết cho 60. Chia hết cho 60 thì nó mới chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6. 108 là không được rồi, bởi vì quá 149 rồi. Vậy là n trừ 1 sẽ bằng 120 kia. Như vậy suy ra n sẽ bằng 121. 121 là số lớn nhất vẫn nhỏ hơn 150 mà khi chia 2, chia 3, chia 4, chia 5, chia 6 đều dư là 1 ha. Bài tiếp theo, phép tính đúng, chắc chắn là phép tính này rồi, gặp hoài. Wow, dữ vậy, tùm lum la vậy. Nếu các em thích các em bấm máy tính luôn ha, nếu thích thì bấm máy tính luôn nhé, suy nghĩ chi cho nó mệt đầu. Nhưng mà để thử coi có cái biến đổi nào mà luyện luyện óc một xíu không, luyện trí thông minh xíu không. Giả sử rớt cái máy tính rồi thì làm sao?
2 nhân 10 mũ 7, 2 nhân 10 mũ 6, 10 11. Cái này nó cũng có cái tính nhanh này, nó cũng chả có cái gọi là thuyết phục gì cả. Em bấm máy luôn nếu thích nha. Để làm rối học sinh. 2 nhân 10 mũ 7 cộng 2 nhân 10 mũ 6 cộng 10 mũ 5 cộng 2 nhân cho 10 mũ 4 cộng 10 mũ 3 cộng 9 nhân cho 10 mũ 2 cộng 4 nhân cho 10 và cộng cho 4. Như vậy nó sẽ bằng là 22 12 19 44. Thì các em để ý ở đây là họ sắp sẵn cho mình là hai là ở hàng hàng này, gọi là hàng gì, hàng tỷ à. Con số 2 này là ở hàng triệu nè. 2 tỷ à. Hàng này là hàng trăm triệu nè. 10 mũ 6 à. 10 mũ 6 là hàng triệu chứ. Rồi đây là 1 1 nhân 10 mũ 5 là hàng trăm nghìn đó. Rồi tới hàng hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Giờ là ta cứ lấy mấy cái số này ráp xuống thôi. 2, 2, 1, 2, 1, 9, 4, 4 vậy thôi. Vậy một số tự nhiên là có thể tách thành tổng của các lũy thừa của 10 em nhé. Ý của người ta là muốn ôn mình kiến thức đó. Cái này thầy có giải ở nick trước rồi, nick số 2 á, về nick số 2 cái mình coi ha. Câu sai đó là này. Số 5 là vô duyên, đâu có bà con gì với số 3, số 2, số 6 đâu mà tự nhiên có mặt ở đây. Đáp án này không hay lắm ha. Nhìn vô thấy liền mà. A là bằng A bằng bội chung à? A thuộc chứ. Một phần tử thì nó phải thuộc tập các bội chung. Bội chung của 4 và 18. Như vậy giá trị lớn nhất của A sẽ là 99 thì không chia hết cho 4 rồi, 98. 98 chia hết cho 4 nè, à không chia hết. 96 chia cho 4 được. 96 chia hết cho 18 không? Không được. Như vậy là 92 chia cho 4 nè. 92 có chia hết cho 18 không? Cũng được. Vậy lùi thêm nữa, 92 trừ 4 nữa em là 88. 88 chia cho 18 không được. Thôi giờ các em tìm cho thầy bội chung nhỏ nhất của 4 và 18 đi. Em dùng chức năng tìm bội chung nhỏ nhất mà thầy đã dạy ở cái khóa học V61 vừa qua đó. Các em tìm ha. Còn không thì cứ phân tích thành số tố thôi. Bội chung nhỏ nhất của 4 và 18 là 36. À. Như vậy A của chúng ta là nó thuộc cái tập hợp này nè. Đầu tiên là 0, tiếp theo là 36, tiếp theo là 72. Tiếp theo là cộng thêm 36 nữa là 108 ha. Quá 100 rồi, giờ lấy số 72 nha. Số 72 là số lớn nhất đang cần tiền. Có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 3? Có dạng 1510 mấy. Cái này thầy có làm ở nick trước rồi. Các em về nick trước em coi ha. 1501 là mới có 7 à.
7 cộng 2 nữa thì thành chia hết cho 9 nè. Rồi kể từ giờ phút này mình cộng thêm 3 đơn vị thôi thì nó chia cho 3 ha. Cộng thêm 3 là thành 5. Cộng thêm 3 nữa thành 8 hết rồi. Có 3 số ha. Cộng 3 nữa là nó vọt 3 số. Đề này không có câu khó à. Trong hai số tự nhiên liên tiếp thì có một số chia cho 2, đúng rồi. Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp thì chia cho 5. Tổng 4 số tự nhiên liên tiếp chia cho 4. Trong hai số tự nhiên liên tiếp có một số chia cho 2. Trong ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia cho 3. Ôi chà, ngày cái nào cũng có vẻ đúng à. Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 5. Tổng 4 số tự nhiên liên tiếp thử 0, 1, 2, 3 coi. 0, 1, 2, 3 cộng lại này đâu chia cho 4 đâu ta. Đây, 0, 1 cộng 2 cộng 3. 4 số tự nhiên liên tiếp cộng lại đó đâu bằng 6 đâu chia cho 4 đâu. Vậy khẳng định sai, khẳng định là tiếp tục bài thi số 2 tìm cặp bằng nhau. Giờ thầy hướng dẫn các em cho nó dễ hiểu ha. Quan trọng là hiểu chứ. Dòm đáp án đúng rồi nhấp rồi được oai với ai đâu. Quan trọng là kiến thức các em nhé. Giả bài này đi. Bội số của có 3 chữ số nhỏ hơn 200 của 68. Bội của 68 là sẽ bằng 68 nhân với k. Không? Với k là thuộc n, một số tự nhiên. Bây giờ các em lấy k bằng mấy? Các em cho k bằng 5 thử coi. Thì lúc đó cái số này nè, 68 nhân 5 là bằng 340. 340 thì nó quá 200 rồi. Thì các em hạ k này xuống, hạ 3 thôi. 3 x 68, 68 x 3 thì bằng 204. Vẫn vượt quá 200 rồi. Vậy mình hạ lần nữa thôi. K bằng 2. Thì 2 x 1, 2 x 68 là bằng 136. Vậy đó chính là một bội, 136 là một bội của 68 mà nhỏ hơn 200 ha. Người ta lấy đi với cái này luôn. Tiếp tục. Ước chung của 12 và 25 thì chỉ có một thôi. 12 với 25 là hai số nguyên tố cùng nhau ha. Ước chung của nó là 1. Bộ số của 10 có 2 chữ số và một nửa của nó là bình phương của một số tự nhiên. Bộ số của 10 có 2 chữ số thì nó có là 10, 20, 30 vân vân cho tới 90. Một nửa của nó là phải là bình phương của một số tự nhiên, tức là số chính phương đó. Giờ đây có hai số cái nguyên nghi nè. 90 chia đôi là bằng 45, một nửa là 45, 45 không có do số nào bình phương cả. 50 là do chia đôi ra là 25, 25 là do 5 bình phương lên. Thì hai cái này đi với nhau, đúng rồi. Rồi hai cái này chia hết cho 2, 3, 5 và 9 thì cái đuôi B phải là 0. Cái đuôi B là 0 rồi. 0 cộng 4 cộng 5 là bằng 9. Rồi cả cái số này phải chia cho 9 nữa. Như vậy là A này phải là số cộng với 4 cộng 5 cộng 0 là phải chia cho 9 rồi. 4 cộng 5 cộng 0 là 9 rồi. Như vậy A chỉ có thể bằng 0 hoặc là 9 rồi. Mà A lại đứng đầu không thể bằng 0. Vậy A bằng 9. A bằng 9, B bằng 0. Vậy đó. Số AB chính là số 9, 0, 90 đó. Hai này thì đi với nhau rồi à. Lý thừa kìa. Ở trên này là có 2N nhóm A nhân B nhân với nhau. Như vậy là sẽ có 2N số A nhân với 2N số B.
Thì dưới này cũng vậy thôi, hai cái này đi với nhau. Bài thi cuối cùng, bài thi số 3. Vượt chướng ngại vật. Tập hợp A bằng những số tự nhiên nhỏ hơn 9 có tất cả bao nhiêu phần tử là xứng tố? 2, 3, 5, 7, 4 số. Số các ước của 120. Cái này thầy làm ở nick 1 rồi kìa, nhưng mà thầy làm hôm qua là quên mất rồi. 120 vậy bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Vậy số ước của nó sẽ là 3 cộng 1 là 4, 4 nhân 2 nhân 2. 4 nhân 2 nhân 2 là bằng 16 ước. Các em trở lại nick số 1. Trở lại nick số 1 nghe thầy giảng về cái bài này nha. Giờ mình giảng lại nữa trùng lắp mất công. Bộ chung khác không mình nhỏ hơn 50 của ba số này chính là số 40. Các em thấy 40 chia hết cho 9 nó, chia cho 10 chia hết cho 20 nè. Đề dễ quá. Cho đoạn thẳng, các em cứ vẽ hình ra đi. Bài này thầy giải là nick số 2 rồi nha. Cho đoạn thẳng AB đoạn thẳng AB 60 cm, C là điểm thuộc tia đối của tia AB, sao cho CA bằng AB. Như vậy A sẽ thành trung điểm của BC đó các em. Như vậy là AB bằng 60 rồi thì AC cũng bằng 60 luôn. M là trung điểm AC. M là trung điểm AC. N là trung điểm MB. Như vậy là bằng 45. Thầy vẽ cái hình ra cho các em coi ha. Cho dễ hình dung nha. Cho đoạn thẳng AB đây là A, đây là B, C là điểm thuộc tia đối của tia AB, tia đối của tia AB là đi từ A và đi ngược lại hướng AB. Vậy đi ra đằng sau nè, trên cái tia đối này lấy điểm C, sao cho AB bằng với AC. Đây là điểm C, hai đoạn CA và AB bằng nhau ha. Vậy mỗi đoạn là dài 60 đó các em. Bên này 60 nè, này cũng 60. Rồi tiếp tục, gọi M là trung điểm AC, lấy trung điểm. Gọi N là trung điểm MB, đây là M nè. Rồi trung điểm MB. Bây giờ cái nhìn nè, CA bằng 60 thì MA sẽ bằng 30. Trung điểm mà một nửa. Đây bằng 30 thì cộng với 60 này thì MB sẽ bằng 90 các em nhé. MB bằng 90 mà N lại là trung điểm của MB thì chia đôi đoạn 90 đó ra. Vậy mỗi bên, mỗi bên là bằng 45 à. N là trung điểm MB, vậy MN sẽ bằng 45, 90 chia đôi thôi.
số tự nhiên nhỏ nhất có tất cả 9 nước số. Thì cái này như thầy giải ở nít 2, nít 3 gì đó rồi. Giờ lâu quá thầy quên rồi. 2 ngày rồi. 9 nước số vậy có thể là 2 mũ 8 là nhỏ nhất đó. 2 mũ 8 là có 9 nước số đó em. Còn không thì số 9 là do 3 x 3 hoặc là đó, chỉ có đường là 3 x 3 thôi. Vậy là thành 2 x 3. 2 x 3 mũ mũ 2. 2 mũ 2 x 3 mũ 2. Thì nó bằng 36. Sáu thì nhỏ hơn 2 mũ 8 nhiều nha, đúng không? 36 là có 8 ứ đó. Hoặc là 2 2 mũ 2 nhân cho 3 mũ 4 à, mũ 3 thì xin lỗi, rồi 2 mũ 1 thôi, 9 rồi à, 2 mũ 2 đúng rồi, 2 mũ 1 là 2 thôi. 3 mũ 8 này lớn rồi. Giờ chỉ có 36 thôi kìa. Hết rồi. Số nhỏ nhất của tất cả 9 nước số là số 36. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong các em cái nick số số 3. Nên cũng có gặp câu nào khó nhỉ. Rồi chào tạm biệt các em. Gặp lại ở vòng thi số 8 nha. Chúc ngày lễ 20 tháng 11 vui vẻ các em nha.